Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Không cần phải phí lời. Yến Đăng, hộ tống gia chủ của Tô gia rời khỏi đây. Yêu nữ của bọn họ xem chúng ta là dị tộc, tuyệt đối không tha cho chúng ta. Vâng, vâng, nếu đã như vậy ra tay đi. Tâm, ngươi đi đối phó với tên dẫn đầu kia. Kẻ nào chặn ta sẽ chết. Muốn đi? Nhìn phía sau ta có đi được không? Tất cả thái nhất vệ toàn lực bảo vệ cho gia chủ của Tô gia. Các ngươi không phải là thái nhất vệ, không cần phải tử thủ. Nếu như có thể giết được ra ngoài thì phải trốn đi. Không hay, yêu nữ đó đang còn hướng về phía của cha. Có lẽ cha còn có thể đối phó một chút, nhưng mà Hữu Tuyết. Không hay, ta biết ngươi lo lắng cho Tô Hữu Tuyết, nhưng mà cô ta vẫn có cha của ngươi bảo vệ. Ngươi cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Kỳ chủ, nhưng mà Yến Đạt và Yên Đăng đều đã bị bám lấy, bây giờ chỉ có thể thôi động trận pháp đối phó với bọn nó. Tất cả luyện khí sư nghe lệnh, kết hữu duyên chu thiên đại trận. Quý vị rõ. Rút kiếm. Chỉ là kiếm trận nhỏ bé mà muốn chặn được ta hay sao? Nhờ có chút bản lĩnh, nhưng mà đại trận này hình như là cần 9 người mới đúng. 8 người kết trận chỗ hở không nhỏ. Vừa mới vẫn lạc một vị luyện khí sư, kết trận như vậy quả thật là rất miễn cưỡng. Ta xem các ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Chống lại cho ta. Cha, con sẽ đến giúp người. Khoan nhi, con đến đây làm gì, mau quay về đi. Không nói một tiếng thì qua đó tìm chết. Tên tiểu tử này chính là không nghe lời khuyên. Người trẻ thật là tốt, không hiểu cái gì gọi là sợ hãi. Muốn chết thì đi chết đi. Khoan nhi, mau đi đi. Là kỳ chủ, tiểu tử đó vì Khoan nhi vậy mà hy sinh bản thân. Không, dưới bỉ ngạn cảnh bát trùng, căn bản không thể nào chặn lại thần hỏa. Tên tiểu tử của nhân tộc này vậy mà có thể chặn được. Ngọn nửa vàng của ngươi chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Đây sao có thể chứ, hắn vậy mà hấp thu thần hỏa rồi. Kỳ chủ, ta không sao, hãy làm tốt chuyện của ngươi lên làm đi. Khoan nhi đỡ lấy. Con hãy đến chủ trì trận nhãn cuối cùng. Là Trục Nguyệt, là kiếm truyền thừa gia chủ của các đời Tô gia mình. Cha vẫn luôn cảm thấy mình không có bản lĩnh. Bây giờ đây là công nhận mình rồi sao? Cha, con sẽ không khiến người thất vọng đâu. Đừng cho rằng bổ sung đầy đủ trận pháp thì có thể không lo lắng. Nguyệt Nhật Kiếm Dương, uy lực của quả cầu vàng này nghe rằng là hơn 1000 thần quân lực. Cô ta sẽ thi triển chiêu thức mạnh hơn. Mọi người hãy tế ra tín vật bỉ ngạn của bản thân. Hàn Tuyết Tình, Sắt Lệnh Hỏa, Viêm Dương Thạch, đi chết đi. Biến trận Cửu Đinh Huyền Giáp.